Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nghe nhạc trên YouTube khi tắt màn hình, cũng như là nghe nhạc YouTube phát trong chế độ nền nhá. Và không, chúng ta không cần phải mua cái gói cao cấp, đó là gói Premium này, không cần phải mua cái gói cao cấp Premium này là 105.000 đồng một tháng, mà chúng ta có thể sử dụng được miễn phí để xem YouTube phát trong chế độ nền và khi tắt màn hình. Khuyên các bạn vào App Store nhé, sau đó các bạn tải Cốc Cốc về. Đây, các bạn gọi Cốc Cốc này. Đây, các bạn tải cái trình duyệt này về. Thì ở đây mình đã tải xong rồi, mình đã tải rồi thì mình sẽ có cái ứng dụng Cốc Cốc này đây. Thì các bạn bấm vào Cốc Cốc nhá. Rồi, ok. Đó, sau đó các bạn sẽ bấm YouTube nha. Bấm YouTube, đây mình đã bấm sẵn rồi. Các bạn nếu chưa có, các bạn bấm YouTube nha. Rồi, nó có ứng dụng YouTube này, các bạn bấm vô. Rồi, sau đó sau khi vào được trang chủ của YouTube thì các bạn bấm vào một video bất kỳ nào cũng được. Các bạn có thể nghe nhạc video, ví dụ mình bấm vào video này ha. Rồi mình bấm vào. Đấy, cái Cốc Cốc này nó rất là hay luôn. Đấy, sẽ không có còn nữa. Đấy, mà các bạn cần phải ghim nó lên. Phải ghim lên. Đó. Để mình phát nhạc này. Bạn chờ xíu. Cho nó phát này. Nó đang load này. trang chủ YouTube đây nè. Đấy. Rồi, các bạn lại game lại. Một khi bấm game vào đây nè nhá. Một khi nỗi nhớ em biến thành dài ngân hà thì anh biết chạy đi đâu. Dù có đến cuối chân trời kia cùng ngã cùng vai và những kỷ niệm đã hóa đá. Đừng trêu đùa mãi những con rối trong nhà, vì anh biết tất cả. Sao anh hệt như cỏ cây, em thấy vun trồng để khi ở thay mặt đây.